trước hết là chúng ta lọc đèn rồi cái background ra đúng không, để chúng ta lấy đi riêng cái cành đào này thôi, và chúng ta xuất cành đào này thành một đối tượng đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta Ctrl Z lại và chúng ta xuất để lấy background này. Đối với cái background này, chúng ta không có cách nào khác là chúng ta phải xuất dạng PNG, nó hiện trong suốt, bởi vì nó là ảnh trong suốt mà. Ctrl C, đây là ảnh đúng không? Thì chúng ta sử dụng các lệnh crop này, chúng ta đỡ phải vẽ lại và có một cái nền này rất là hợp với cả cành hoa đào. Cái này lúc nãy là ta đã bị co kéo rồi, phải resize picture này đi, không thì cái đèn nó bị méo mất. Chúng ta sẽ chèn hình hoa đào vào. Nếu mà chúng ta không cần ungroup thì chúng ta không cần ungroup để làm gì cả, bởi vì việc ungroup này sẽ làm cho đối tượng này nó dung lượng nó lớn hơn. Như vậy ở đây lúc nãy chúng ta xóa không hết nên là cảnh hoa đào này thành ảnh mất rồi. Vào lại đây, Ctrl Z lại, chúng ta phải xóa những cái hình này. Vì những hình tròn này, hình trong suốt sẽ làm ảnh hưởng đến cái này. Đây còn một hình nữa này. Đó. Chúng ta đổi cái màu này cho nó dễ nhìn, xem phát hiện xem còn hình nào nữa không. Bây giờ chúng ta xóa hết rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta mới xuất cái file này ra. Đây. Chúng ta thử ungroup ra xem nó thành cái gì. Ở đây chúng ta vẫn bị dính một cái gì đó nên vẫn thành ảnh này. Chúng ta ấn Realize Clipping Mask ra. Hình này có thể là họ đang để chamfer một nửa. Có lẽ là chúng ta sẽ phải xóa cái hình này đi trước. Rồi, chúng ta chỉ còn riêng một cái hình này. Cái nền này chúng ta vẫn có thể để, vì chúng ta đã chuyển thành màu đơn rồi. Chúng ta thử export ra xem nào. Chúng ta vẫn bị một cái này là dạng thành picture. Còn tất cả thì đây là đã rank tool định dạng thành picture. Như vậy trong này có một cái lỗi gì đó và chúng ta chưa tìm ra đối tượng đấy. Như vậy là không phải file nào chúng ta cũng có thể ngon ăn. Nếu mà kỹ ra thì tôi sẽ làm như này, nhưng mà nó rất là lâu. Ít đối tượng thì còn được, nhưng mà nhiều đối tượng này thì rất là khó. Là phải thử xem trong cái đối tượng này chúng ta dự đoán xem cái nào là lỗi, xong rồi chúng ta tắt cái đối tượng này đi. Nhưng mà đây quá nhiều đối tượng nên chúng ta không thể biết được. Nếu mà nó khoảng 5 đối tượng thì chúng ta sẽ phải tắt một cái, sau đó chúng ta xuất, xong rồi tắt cái thứ hai, xong rồi chúng ta xuất, tắt cái thứ ba, xong rồi chúng ta xuất, xem là cái nào là cái gây lên lỗi. Thì với ảnh mà ít đối tượng thì chúng ta có thể làm như vậy. Ngay cả hình vẽ này đôi khi là nó xuất ra nó cũng bị vỡ như vậy. Tôi không biết là lỗi tại vì sao, nhưng mà kinh nghiệm tôi là có những hình vẽ như thế nhưng mà xuất ra nó cũng bị lỗi, thì phải lọc ra và tìm được cái nào là cái gây ra lỗi thì chúng ta sẽ xóa cái đấy đi. Hoặc là đây, chúng ta khi mà chúng ta ungroup ra đúng không, vỡ vụn ra, chúng ta có cái hình này là cái gây ra lỗi này, cả cái miếng này nữa. Còn tất cả các đối tượng này đều là dạng drawing tool rồi, thì chúng ta có thể đặt màu rồi là chỉnh sửa rồi là làm cho nó xuất hiện. Ví dụ như là từng cánh hoa đào xuất hiện một thì chúng ta đều có thể làm được đúng không ạ. Nhưng mà riêng hai cái khối này chúng ta sẽ tắt hết các cái đối tượng đi. Chúng ta ấn vào đây, chúng ta kéo tắt hết đi đúng không ạ.
thì chúng ta giữ được các cành này. Chúng ta xuất riêng hai cành này ra để chúng ta thấy ở đây. Rồi chúng ta sẽ lại xuất riêng ra những cái lá này, chúng ta tìm ra cái lá này, chúng ta xuất riêng ra, lắp vào đây là chúng ta sẽ được xuất riêng hai cái cành này, có khi lại không bị này. Vậy là cái cành này là bị lỗi này, hai cái cành này chính là hai cái lỗi này. Chúng ta phải lấy hết và bỏ những cái đối tượng này đi. Chúng ta ký hiệu đây là file 1. Như vậy thì riêng file này thì không bị lỗi gì đúng không ạ? Đổi màu đi nhìn cho nó dễ này. Chúng ta sẽ lại xóa hết các đối tượng này. Tất cả những cái đen đen này chúng ta cho hiện này. Tạm thời là như thế đúng không? Tuy nhiên chúng ta lúc nãy chúng ta dự đoán là hai cái này. Ví dụ mấy cái này. Chúng ta thử xóa đi đã. Ok, đúng vị trí luôn đúng không? Như vậy chúng ta đã tìm ra ba đối tượng vừa rồi là chính là cái mà gây nên lỗi, chính là hai đối tượng này, và chúng ta có thể export riêng, ví dụ như là file 3. Chúng ta thử. Đó, bị lỗi đúng không ạ? Thì đối với hai đối tượng này, một là chúng ta xuất từng cái một và dạng export ra dạng PNG. Chúng ta Ctrl Z lại. Ok chưa? Cái này thì chúng ta cho nó xuống dưới đi. Rồi chúng ta xóa hai cái nó đi. Ok. Vậy thì chúng ta đã có một cành đào mà hoàn toàn có thể gán hiệu ứng lẻ tẻ, như là từng lớp một xuất hiện cho từng bông hoa một và từng cành một nó mọc ra đúng không? Thì đấy là cách mà chúng ta tìm ra lỗi và khắc phục. Cái bài này thì nó khó hơn. Thì tổng kết lại bài này. Trước hết là chúng ta phải phân xem là có các đối tượng nào. Ở đây nó có đối tượng là hình vẽ trong suốt và không trong suốt, thì chúng ta phải xuất những cái hình trong suốt này riêng ra thành một lớp khác. Rồi hình không trong suốt này chúng ta xuất riêng ra. Tuy nhiên trong cái hình không trong suốt này, các đối tượng vẽ này chúng ta phải tìm ra là đối tượng nào gây nên lỗi, thì chúng ta phải mò mò. Không có cách nào khác là chúng ta phải mò dần như vậy. Thì chúng ta sẽ tìm ra và xuất riêng cái hình lỗi đấy ra dạng là PNG, có cái hình có nền trong suốt. Thì chúng ta lắp vào cái vị trí của nó.